Hậu Hương Giang mới là cao thủ đi giày siêu cao gót của showbiz Việt. Trở thành huấn luyện viên của chương trình Siêu Mẫu Việt Nam sắp diễn ra, Hương Giang đang nhận được câu hỏi lớn rằng cô sẽ lấy gì để dạy các thí sinh trong cuộc thi có tính chuyên môn về người mẫu cao như vậy. Câu trả lời chắc chắn chỉ khi chương trình diễn ra thì công chúng mới có thể biết được. Nhưng chỉ có một điều là chúng ta có thể chắc chắn, đó chính là khả năng đi giày cao gót thượng thừa của nàng hậu. Không chỉ thường xuyên đốn tim chân tình bằng những bộ cánh vô cùng quyến rũ, tôn trọn thân hình vòng nào ra vòng nấy đẹp đến nao lòng, Hương Giang còn khiến người hâm mộ phải tròn mắt với những đôi giày cao gót ngót nghét 20cm của mình. Lắm khi, cô còn không ngần ngại đi những đôi giày lấy cảm hứng từ những đôi cà kheo cao lên khênh, nhìn thôi đã muốn té ngã. Không thể phủ nhận, những đôi giày cao không tưởng đã khiến đôi chân vốn thon dài, nuột nà của Hương Giang lại càng thêm miên man, hút mắt, nhất là khi cô nàng diện những bộ đầm ngắn gợi cảm tuyệt đối như thế này. Không chỉ là trên sàn runway, khi đi sự kiện mà trong những khoảnh khắc đời thường, diện những trang phục street style trẻ trung, thoải mái, cô nàng vẫn không buông tha cho đôi chân của mình bằng những đôi giày cao gót khủng. Ngắm nhìn đến đây thì chúng ta cũng đã có lời đáp cho câu hỏi Hương Giang lấy gì để dạy các thí sinh siêu mẫu Việt Nam 2018? Đó không gì khác chính là kỹ nghệ đi giày cao gót thuộc hàng cao thủ. Choáng váng trước cuộc sống hiện tại của Hương Giang Idol sau 3 tháng đăng quang Hoa hậu chuyển giới. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tại Thái Lan, Hương Giang trở thành cái tên gây chú ý và được nhiều khán giả yêu mến nhất nhì V-Beat. Hoa hậu Hương Giang đã có một cuộc cách mạng về cuộc sống cũng như thăng tiến hơn trong sự nghiệp sau hơn 3 tháng đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Kể từ khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, cái tên Hương Giang đang làm nóng trên các phương tiện truyền thông. Mọi hoạt động của Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 luôn đón nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Đặc biệt là những khán giả Việt Nam, những ai yêu mến Hương Giang Idol, bởi lần đầu tiên Việt Nam đăng quang ngôi vị cao nhất một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế. Nếu để ý kỹ sẽ thấy kể từ khi đăng quang Hoa hậu, Hương Giang đã có một cuộc cách mạng về cuộc sống cũng như thăng tiến hơn trong sự nghiệp của mình. Trên trang cá nhân, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang chia sẻ đoạn video cô tậu thêm xế hộp tiền tỷ. Được biết, chiếc xe mới của Hương Giang có giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng. Trước đó, Hương Giang đã sở hữu cho bản thân hai chiếc xe hơi tiền tỷ khác. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tại Thái Lan, Hương Giang trở thành cái tên gây chú ý và được nhiều khán giả yêu mến nhất nhì V-Beat. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, mọi nhất cử nhất động của cô đều khiến fan quan tâm. Mới đây, Hương Giang còn khai trương cơ sở kinh doanh làm đẹp. Đáng chú ý, sự kiện ra mắt cửa hàng do cô làm chủ cũng quy tụ nhiều người bạn thân thiết của cô như Đàm Vĩnh Hưng, chị em Lưu Thiên Hương, Lưu Hương Giang, Khả Ngân. Bên cạnh các lịch trình cá nhân, Hương Giang cũng gây chú ý khi kết hợp cùng Trường Giang trong game show Khi Đàn Ông Mang Bầu. Tính cách thân thiện, vui vẻ, lầy lội nhưng không kém phần tham vọng, hết mình trong các thử thách khiến fan càng thêm yêu mến Hương Giang. Mới đây, Hương Giang lại tiếp tục đồng hành cùng nhà thiết kế Đỗ Long lựa chọn những gương mặt sáng giá cho show diễn sắp tới mà bản thân cô nàng cũng được trình diễn trong vị trí vedette. Nói về lý do lựa chọn Hương Giang cho show diễn đặc biệt này, Đỗ Long khẳng định anh không mời Hương Giang vì danh hiệu. Trước khi Hương Giang đăng quang Hoa hậu, tôi từng có cơ hội làm việc và lắng nghe câu chuyện của cô ấy. Để có thể chạm được vinh quang, Hương Giang đã phải nỗ lực hết mình, chiến đấu để sống lại lần nữa với giới tính mà cô mong ước. Sẽ không có cô gái nào phù hợp với tinh thần life như Hương Giang. Mặc kệ bị ném đá, Hương Giang kỳ duyên vẫn tự tin thị phạm catwalk cho thí sinh cuộc thi siêu mẫu. Là một trong hai vị huấn luyện viên siêu mẫu Việt Nam năm nay, ngay từ khi công bố, Hương Giang đã khiến nhiều người kinh ngạc bởi trước đây người đẹp không có quá nhiều kinh nghiệm trong ngành thời trang. Tuy nhiên, trong những buổi huấn luyện, với sự thể hiện xuất sắc khi trực tiếp đứng ra chỉ dạy các chân dài, Hương Giang đã chứng minh được mình là một huấn luyện viên có tâm và có tầm. Xin kỳ duyên, với lợi thế từng là huấn luyện viên The Loop, cô đã cho khán giả thấy được năng lực, đam mê và nhiệt huyết khi truyền đạt kinh nghiệm cho các chân dài thế hệ tương lai. Tuy là hai đối thủ, nhưng trong những khoảnh khắc hậu trường, cặp đôi luôn vui vẻ, hòa thuận và quan tâm đến nhau. Thậm chí Kỳ Duyên và Hương Giang còn có những khoảnh khắc ôm eo nhau khiến mọi người phải suýt xoa trước vẻ đẹp mỗi người một vẻ 10 phần vẹn 10. Tuy là hai đối thủ, nhưng họ vẫn làm việc rất ăn ý và trong những khoảnh khắc hậu trường, cặp đôi luôn vui vẻ, hòa thuận và quan tâm đến nhau. Thậm chí Kỳ Duyên, Hương Giang còn có những khoảnh khắc ôm eo đầy thân mật. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên và Hương Giang cũng không ngại lăn xả, chịu nắng, chịu mưa tại Bảo Lộc để hướng dẫn cho các học trò. Đặc biệt, tham gia cuộc thi siêu mẫu nên cặp đôi Hoa hậu cũng thể hiện được phong cách thời trang độc đáo, tinh tế của mình. Với các thí sinh, họ đang mang một áp lực rất lớn khi phải thực hiện những thách thức vô cùng khó khăn. Đây sẽ là chặng đường để các chân dài trải nghiệm và có thêm cho mình những kiến thức bổ ích.
Và trong dàn thí sinh, khán giả cũng không khó để nhận ra những gương mặt quen thuộc trên sàn catwalk như Xuân Hùng, Khánh Vân, Thu Hiền, Mai Anh. Đặc biệt, các thí sinh không chỉ gây ấn tượng với huấn luyện viên bằng gương mặt ăn ảnh, body chuẩn, khả năng catwalk mà còn phô diễn những tài lẻ của bản thân. Hương Giang gây xúc động với nghĩa cử cao đẹp dành cho thí sinh khiếm khuyết ngoại hình thế này đây. Đồng cảm với hoàn cảnh thí sinh tham dự chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới, Hương Giang đã hỗ trợ riêng 100 triệu đồng cho thí sinh có hoàn cảnh tương tự mình với mong muốn tiếp thêm nguồn lực cho những hoàn cảnh kém may mắn. Tối ngày 29 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Hương Giang xuất hiện rạng rỡ trong chương trình phẫu thuật miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh kém may mắn. Tại chương trình, Hương Giang đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho rằng nhờ can đảm đụng đến dao kéo mà cô đã tự tin và có chỗ đứng như hiện nay. Bản thân là người từng khao khát thay đổi diện mạo để thực hiện ước mơ ca sĩ, Giang rất đồng cảm trước những hy vọng và ước mơ của mọi người. Việc hoàn thiện vẻ ngoài để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn là điều đáng trân trọng. Giang sẽ cùng ban giám khảo chọn ra trường hợp xứng đáng để hỗ trợ phẫu thuật, Hương Giang chia sẻ. Trong chương trình, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, mắc khuyết điểm lớn về gương mặt, Hương Giang khóc rất nhiều. Chứng kiến sự thay đổi rất lớn về nhan sắc của hai nhân vật khách mời là ca Trần Khánh Du và Hồng Anh, Hoa hậu Hương Giang vô cùng ngỡ ngàng và xúc động. Khi xem hoàn cảnh và trực tiếp thấy rõ sự thay đổi nhan sắc, Giang thực sự khâm phục, bởi lẽ thẩm mỹ cần có nghị lực và sự can đảm lớn, và hai bạn đã vượt qua để thay đổi chính mình, đó là điều đáng ngưỡng mộ. Kết thúc chương trình, giám khảo Hương Giang cùng bác sĩ Tú Dung đã chọn ra 5 trường hợp đặc biệt. Trong đó, hai hoàn cảnh khó khăn và khuyết điểm nặng về gương mặt được hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật. 3 trường hợp còn lại được tài trợ 50% kinh phí. Chương trình đã thu hút hàng trăm khách hàng từ mọi miền đất nước đổ bộ về tham dự, với mong muốn được thay đổi ngoại hình, có được diện mạo mới và tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi người mang trong mình một câu chuyện, ai cũng khó khăn, ai cũng mong muốn mình là người may mắn được hỗ trợ để thẩm mỹ. Cho đến thời điểm hiện tại, chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới đã đi được 23 số trong tổng số 52 số phát sóng trên kênh truyền hình VTV9 Đài Truyền Hình Việt Nam. Bệnh viện GW Hàn Quốc vẫn tiếp tục đón nhận những bức thư gửi về cho chương trình, đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm đến sự tự tin, vươn đến ước mơ và hoài bão lớn. Đức Phúc, Hoàng Thị Linh bị chấn chỉnh vì nhận xét lan man, thiếu quyết liệt. Sau chiến thắng đặc biệt của Hoàng Thùy Linh trước Đức Phúc với tỷ số 3-0 vào tuần trước, tuần này tập 11 vòng thao trường 2 lên sóng vào ngày 17 tháng 8, tiếp tục là trận đối đầu đầy căng thẳng giữa hai Eurat để bảo toàn thí sinh của đội mình. Kết quả của mỗi hiệp thi đấu được quyết định bởi Hội Nhà nghề Dự án số 1, gồm 15 thành viên là các nhà báo, nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ và chuyên gia truyền thông. Đội Eurat nào chiến thắng 2/3 hiệp thi đấu sẽ có quyền loại hai thí sinh của đội Eurat thua cuộc. Không chỉ quy định đội Eurat nào sẽ giành chiến thắng sau từng hiệp thi đấu, Hội Nhà nghề Dự án số 1 còn đưa ra những góp ý chân thành, thẳng thắn cho từng tiết mục trình diễn. Ngay sau phần đối đầu giữa hai thí sinh Quốc Anh từ đội Eurat Đức Phúc và Bá Vương của đội Eurat Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc đã bị đại diện từ Hội Nhà nghề phê bình vì thái độ huấn luyện, nhận xét thí sinh chưa đủ quyết liệt. Cụ thể, thành viên trong Hội Nhà nghề Dự án số 1 đã lên tiếng chấn chỉnh tinh thần thi đấu của đội Eurat Đức Phúc ngay trên sóng truyền hình. Vị này cho biết: "Ở tinh thần của team Đức Phúc, tôi không hề thấy được sự chiến đấu trong đó. Đức Phúc luôn luôn hài lòng rằng như thế là đã đủ rồi. Tôi mong muốn nhìn thấy điều gì đấy ở team của bạn hơn nữa. Tuy nhiên, ở cuộc tranh luận của cả hai, bị Hội Nhà nghề cho rằng chẳng hiểu gì hết. Tôi vừa chứng kiến hai Eurat tranh luận với nhau, tôi không hiểu gì hết. Trong khi tôi là một khán giả, tôi cần biết hai thí sinh này đã tập luyện như thế nào, tại sao chọn hình tượng đó và đã đạt được bao nhiêu phần trăm hiệu quả. Nhà sản xuất muốn tìm ra những gương mặt mới và chương trình đang đi theo một hướng rất khác so với những cuộc thi cùng diễn ra ở thời điểm này. Nhưng nếu như mình không làm rõ những thông điệp đó cho khán giả, thì liệu rằng chương trình có đạt được hiệu quả đó hay không?" Bên cạnh đó, ở một cặp đấu khác, đại diện cho Hội Nhà nghề Dự án số 1 tiếp tục thể hiện quan điểm rằng các Eurat không nên tâng bốc thí sinh của đội mình lên quá nhiều. "Tôi đã hy vọng đây là một chương trình mà mọi người không tắm gội những thí sinh của mình bằng những lời hoa mỹ. Ngồi ở đây với tiết mục này, tôi thấy các bạn được tắm rất nhiều trong những lời hoa mỹ đó. Điều đó làm tôi cảm thấy không vui lắm." Thành viên Hội Nhà nghề khẳng định, mọi khán giả chỉ đánh giá thí sinh qua chất lượng của tiết mục được phát sóng trên truyền hình. "Các bạn cố gắng như thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện các bạn hát hay hay không và tiết mục biểu diễn đó có tốt hay không. Giống như Đức Phúc nói, đẳng cấp hay không đẳng cấp nó không quan trọng. Quan trọng của một nghệ sĩ đó chính là khán giả của mình." Chị cho biết: "Tôi biết rằng ở vị trí đó các bạn áp lực rất nhiều, các bạn phải thể hiện tầm vóc của mình cho khán giả, chứ không phải chỉ đưa ra những tranh luận rất tủng mủng như thế này. Điều đó rất vô nghĩa," một thành viên của Hội Nhà nghề cho hay.
Chưa dừng lại ở đó, Đức Phúc và Hoàng Thị Linh cần nhận được lời khuyên nên có những nhận xét chuyên môn, thể hiện được khả năng của mình hơn là những cuộc tranh cãi gay gắt mà chẳng ai hiểu được nội dung của tranh luận là gì.